Cô xin chào các em. Hoạt động mở đầu của bài này là quan sát cái hình ảnh sau. Hình ảnh nào là tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực và dựa vào đâu để phân chia như thế? Khi quan sát thì các em sẽ trả lời được là chúng ta sẽ dựa vào cấu trúc nhân. Đây là tế bào nhân sơ, đây là những tế bào nhân thực. Ha. Thì chúng ta vào chủ đề tế bào nhân thực, bài chính tế bào nhân thực. Thời lượng là 4 tiết, nội dung của chủ đề là A lớn đặc điểm chung của tế bào nhân thực, B lớn cấu tạo của tế bào nhân thực. Một nhỏ nhân tế bào, một la mã nhân tế bào, hai la mã tế bào chất, ba la mã màng sinh chất, bốn la mã là cấu trúc, các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất. A lớn đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Quan sát hình 9.2, thảo luận cặp đôi, hoàn thành phiếu học tập số 1. Phiếu học tập số 1 thì dựa vào hình tế bào nhân sơ và hình 9.2 hãy cho biết tên gọi tế bào nhân thực xuất phát từ đặc điểm nào của tế bào. Dựa vào hình 9.2 so sánh cấu tạo tế bào nhân thực và tế bào thực vật và tế bào động vật theo bảng sao: giống nhau, khác nhau. Tế bào thực vật và tế bào động vật gồm có thành cellulose, lysosome, lục lạp, trung thể, không bào. Và đây là đáp án phiếu học tập số 1, tìm hiểu về đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Thì câu 1 chúng ta trả lời là ở tế bào nhân thực, nhân có cấu trúc hoàn chỉnh và được bao bọc bởi màng nhân, ngăn cách giữa môi trường trong nhân và tế bào chất. Giống nhau là màng sinh chất, tế bào chất, nhân và một số bào quang, thi thể, ribosome. Và khác nhau là tế bào thực vật thì có thành cellulose bao ngoài màng sinh chất và hình thành các cầu sinh chất. Còn tế bào động vật thì không có thành cellulose. Lysosome, tế bào thực vật thì không có lysosome, tế bào động vật thì có lysosome. Lục lạp, tế bào thực vật có lục lạp thực hiện quang hợp, còn tế bào động vật thì không có lục lạp, không thực hiện quang hợp. Tế bào thực vật thì có không có trung thể, tế bào động vật thì có trung thể. Tế bào thực vật thì có không bào trung tâm lớn, còn tế bào động vật thì không có hoặc có nhưng mà nhỏ. Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân thực. Thì khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy là tế bào nhân thực có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ. Các em quan sát hình ha. Đây là tế bào nhân sơ và đây là tế bào nhân thực. Thì tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ và tế bào nhân thực có kích thước lớn hơn. Tế bào nhân thực có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ và nó có cấu trúc khá phức tạp. Thì nó có nhân tế bào rồi, có màng nhân, có cái hệ thống màng chia tế bào chất thành các son riêng biệt, có nhiều bào quang, có màng bao bọc. B, chúng ta sẽ nói về cấu tạo của tế bào nhân thực. Một nhỏ, một la mã nhân tế bào. Yêu cầu là hoạt động nhóm 6 học sinh hoàn thành phiếu học tập số 2, cấu trúc và chức năng của nhân tế bào. Thì đây là cái phiếu học tập. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về nhân tế bào hả các em. Nhân tế bào thì được cấu tạo bởi màng kép. Trên màng thì có đến các ribosome. Trên màng thì có đến các ribosome và có các lỗ nhân. Có các lỗ nhân. Rồi lỗ nhân là nơi trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất. Trong nhân thì có dịch nhân, có chất nhiễm sắc thể. Có dịch nhân, có chất nhiễm sắc thể và nhân con. Thì đây em thấy là cơ thể A là tế bào trứng của cơ thể A, người ta loại bỏ nhân. Còn tế bào soma của cá thể T, người ta lấy nhân và người ta chuyển cho cái tế bào A, thì ta thành một cái tế bào bào mới. Thì cái tế bào mới này sẽ phát triển thành cơ thể mới. Vậy thì cơ thể mới sẽ mang phần lớn các đặc điểm của cá thể B. Vì sao? Vì nhân được lấy từ cá thể B và vì nhân chứa DNA và DNA mang thông tin di truyền. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận bài ha. Một nhỏ cấu trúc các dạng có dạng hình nhân tế bào nhân thực thì có dạng hình bầu dục hoặc hình cầu. Màng nhân thì gồm có hai lớp màng, màng kép có nhiều lỗ nhỏ để lưu thông vật chất giữa nhân và tế bào chất. Dịch nhân thì chứa chất nhiễm sắc và nhân con. Nhân thì gồm protein và RNA. Chức năng nhân tế bào thì chứa vật chất di truyền điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. Hai la mã tế bào chất, một nhỏ bào tương. Đọc thông tin sách giáo khoa mục 2.1 trang 43 trả lời 3 câu hỏi sau.
Ở tế bào nhân thực thì bào tương và tế bào chết có gì khác nhau? Bào tương gồm những thành phần nào? Chức năng của bào tương là gì? Thì chúng ta sẽ trả lời là khối tế bào chất đã được tách bỏ ở bào quang, nó khác với tế bào chất. Bào tương là cái khối tế bào chất đã được tách bỏ các bào quang, thành phần chủ yếu là nước và một số chất khác như ion, các chất của cơ, là môi trường diễn ra các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào. Ở trong tế bào chất thì chúng ta có những thành phần sau: có các bào quang là ribosome, lưới nội chất, bộ máy Golgi, cấu tạo ti thể, lục lạp, vân vân. Thì chúng ta sẽ hoạt động nhóm và chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ ghép các hình vẽ cho biết các cấu trúc và chức năng của các bào quang như ribosome, lưới nội chất. Thì trong lưới nội chất chúng ta có lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Golgi, ti thể, lục lạp, vân vân. Hai nhỏ chúng ta nói về ribosome thì trên hình chúng ta thấy là cấu trúc của ribosome được cấu tạo từ RNA, và protein. Và gồm có hai tiểu phần lớn và tiểu phần bé. Và chức năng của ribosome là nơi tổng hợp protein cho tế bào. Đây là cái cơ chế tác động của thuốc kháng sinh lên vi khuẩn. Cái này các em về nhà đọc thêm. Hai la mã trong tế bào chất này chúng ta nói về ba nhỏ, đó là lưới nội chất. Lưới nội chất thì chúng ta gồm có lưới nội chất hạt, đây là lưới nội chất hạt. Và lưới nội chất hạt thì gồm các hệ thống, các túi và các ống thông với nhau. Trên mạng có đến các hạt ribosome để tổng hợp các protein, chức năng là để tổng hợp các protein tiết ra ngoài tế bào. Protein cấu tạo nên mạng sinh chất, protein trong lysosome. Lưới nội chất trơn, đây là lưới nội chất trơn. Thì đây là hệ thống các kênh thông nhau. Trên mạng không có đến các ribosome và bề mặt trơn có nhiều enzyme. Chức năng của lưới nội chất trơn là tổng hợp lipid, chuyển hóa đường, phân hủy các chất độc hại đối với tế bào và cơ thể. Thì trong sách giáo khoa có câu hỏi là tế bào mà chứa nhiều lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là những tế bào nào trong các tế bào, là tế bào gan, tế bào tụy và tế bào bạch cầu. Thì chúng ta biết là tế bào mà có chứa nhiều lưới nội chất hạt đó là tế bào tuyến tụy và tế bào bạch cầu. Còn mà tế bào có chứa lưới nội chất trơn đó là tế bào gan. Thì để phân biệt đâu là tế bào nào thuộc tế lưới nội chất hạt, đâu là tế bào thuộc lưới nội chất trơn thì chúng ta dựa vào cái chức năng của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn để chúng ta phân biệt. Bốn nhỏ chúng ta sẽ nói về bộ máy Golgi. Đây là bộ máy Golgi. Thì em thấy đây là các hệ thống các túi dẹp xếp chồng lên nhau, hệ thống các túi dẹp xếp chồng lên nhau, và chức năng là nơi tiếp nhận biến đổi, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào tại đây. Năm nhỏ thì chúng ta nói về ti thể. Ti thể thì trên hình các em sẽ thấy cấu trúc của ti thể thì nó gồm có hai lớp màng. Đây là màng ngoài thì em thấy nó là màng trơn nhẵn, còn màng trong, đây là màng trong ha. Màng trong thì em thấy nó sẽ gấp nếp tạo thành các màng. Trên các màng này nó có chứa các enzyme hô hấp, và bên trong á thì nó có chứa chất nền, và chất nền này chứa DNA. DNA thì ở đây DNA này có dạng dạng vòng nhỏ, và có chứa các hạt ribosome, đây cái hạt ribosome. Và chức năng của ti thể là nơi tổng hợp ATP, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào. Đây là một cái video clip về cấu trúc và chức năng của ti thể, cô mời các em xem. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation,
involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Rồi, khi em vừa xem, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái... Vừa rồi chúng ta đã nói về cấu trúc và chức năng của ti thể và em đã xem trên video. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về sáo nhỏ, đó là lục lạp. Thì lục lạp chúng ta sẽ thấy cấu trúc của nó là cũng hai lớp màng, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong vẫn trơn nhẵn, không gấp nếp. Bên trong thì có chứa chất nền, hay người ta còn gọi là trauma. Và bên trong chất nền này có chứa là enzyme, capsid, DNA và ribosome. Và ở trong chất nền này chúng ta sẽ có thấy các hạt RNA. Và hạt RNA này là gồm nhiều cái túi dẹt thì gọi là thylakoid. Và các thylakoid này xếp chồng lên nhau tạo nên cấu trúc gọi là RNA. Và cấu trúc đó có chứa hệ sắc tố và các enzyme quang hợp. Thì chức năng của lục lạp là nơi thực hiện chức năng quang hợp, tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào. Các em xem video clip về cấu trúc và chức năng của lục lạp. Em đã vừa xem xong bộ phim về cấu trúc của lục lạp và chức năng của lục lạp. Thì cái đây, bộ phim này em sẽ thấy rõ cái thylakoid ha, mà xếp chồng lên nhau tạo nên cấu trúc gọi là RNA đó.
Hai La Mã chúng ta nói về tế bào chất, trong đó chúng ta nói về 7 nhỏ là một số bào quan khác. Thì các em quan sát hình 9.10, 9.11, 9.12, đọc thông tin sách giáo khoa, hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3. Đây là số học, phiếu học tập số 3 là chúng ta sẽ nói về các bào quan như khung xương tế bào, lysosome và peroxisome nè, công bào và trung thể. Thì đây là những cái hình ảnh. Và chúng ta sẽ nói về cấu trúc và chức năng của chúng. Thì trước hết chúng ta sẽ nói về khung xương tế bào. Thì cấu tạo từ các vi sợi và vi ấm. Đây là vi sợi, đi vi ấm và đây là vi sợi và các sợi trung gian. Đây là các sợi trung gian. Thì nó sẽ giúp ổn định hình dạng tế bào động vật và nơi neo giữ các bào quan. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về lysosome và peroxisome. Đây là lysosome và peroxisome. Chứa nhiều enzyme thủy phân. Và lysosome thì phân hủy các đại phân tử hữu cơ, bào quan già, tế bào bị tổn thương. Còn peroxisome sẽ tham gia vào chuyển hóa lipid và cử độc cho tế bào. Tế bào thực vật thì nó sẽ có cái khung bào. Và đây là khung bào nó sẽ lớn và nằm ở trung tâm. Chứa nhiều chức năng quan trọng thì giúp tế bào hút nước, dự trữ chất dinh dưỡng cũng như là các sản phẩm thải hoặc là bảo vệ tế bào. Ở đây là trung thể, gồm có hai trung tử. Gồm có hai trung tử và xí thẳng góc với nhau và chất co quanh trung tử. Chức năng này hình thành thoi phân bào trong quá trình phân chia tế bào. Này các em đọc thêm tác động của một số thuốc vào chu kỳ phân chia tế bào để ngăn ngừa ung thư. Tầm quan trọng của các loại bào quan của tế bào đối với sức khỏe. Này các em cũng đọc thêm cho cô ha. Ba la mã là chúng ta sẽ nói về màng sinh chất. Thì chúng em sẽ đọc sách giáo khoa một ba la mã trang 48-49, quan sát hình 9.13-9.14, thảo luận nhóm 10 phút hoàn thành phiếu học tập số 1 theo kỹ thuật khăn trải bàn. Đây là phiếu học tập số 4. Chúng ta sẽ ghép các thành phần cấu trúc tương ứng với chức năng của màng sinh chất. Cấu trúc và chức năng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vào. Thì gồm có hai thành phần chủ yếu là lớp kép phospholipid, protein xiên màng và bám màng. Trên màng có các glycoprotein gồm có carbohydrate và protein hoặc là glycolipid. Đó là gồm có carbohydrate và lipid. Ngoài ra các tế bào động vật có nhiều phân tử cholesterol và phân tử cholesterol này sẽ làm tăng tính ổn định của màng. Đây phân tử cholesterol màu vàng các em. Vậy thì sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng. Vậy chức năng của màng sinh chất là vận chuyển các chất và trao đổi chất với môi trường có chọn lọc, hay còn gọi người ta gọi là tính bán thấm, và nhờ các phospholipid và protein xiên màng. Đây là protein xiên màng, đây là lớp phospholipid. Thì thụ thể thu nhận thông tin protein ở bề mặt, thụ thể thu nhận thông tin protein ở bề mặt hay còn gọi là protein bám màng. Nhận biết tế bào hay người ta còn gọi là cái dấu chuẩn đó là lipoprotein hoặc là glycoprotein. Đây là các dấu chuẩn để nhận biết đâu là tế bào lạ và đâu là tế bào trong cơ thể. Tính khảm động của màng sinh chất, thì các em qua xem một cái bộ phim về màng sinh chất của tế bào. Đây nó có tính khảm động. Tính động là do lượng liên kết yếu giữa các phân tử phospholipid làm cho phospholipid có thể chuyển động trong màng với tốc độ là 2 mm/s. Có các phân tử protein có thể chuyển động nhưng chậm hơn nhiều. Tính khảm, trên lớp màng có điểm thêm phân tử protein và các phân tử khác như cholesterol ở động vật. Cấu trúc này sẽ giúp màng sinh chất trao đổi chất có tính trần động.
vừa rồi các em đã xem ha, cái tính cảm và tính động. Đây là cái mô hình về cái ghép mô có thể xảy ra hiện tượng đào thải là do các dấu chuẩn đó. Hồi nãy chúng ta nói là các dấu chuẩn để nhận biết đó, dấu chuẩn là lycoprotein trên màng sinh chất, cho nên là nó nhận biết đâu là tế bào lạ thì nó có thể là nó sẽ đào thải. Bốn la mã là chúng ta lại nói về các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất. Thì các em đọc sách giáo khoa một bốn la mã trang 50 hoàn thành thứ học tập. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về tế bào thực vật. Tế bào thực vật thì nó cấu tạo chủ yếu bằng cellulose, còn tế bào nấm thì cái cấu trúc bên ngoài màng sinh chất là cấu tạo bằng chitin. Còn thành tế bào thì có chức năng là bảo vệ và quy định hình dạng của tế bào. Chúng ta cũng có thể là có một cái tiết luyện tập trên bài cái mô hình mà tế bào nhân thực để đưa lên. Thì tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập. Thì phiếu học tập số 1, quan sát hình ghi tên các thành phần và bào quang của tế bào nhân thực đúng với hình sao. Thì các em sẽ lên bảng điền ha. Thì ở đây đáp án là hình 1 là nhân tế bào, hình 2 là lớp nội chất trơn, hình 3 là lớp nội chất hạt, hình 4 là bộ máy gân ghi, hình 5 là ribosome, hình 6 là thi thể, hình 7 là lục lạp, hình 8 là khung xương tế bào và hình 9 là màng sinh chất. Rồi, nội dung bài đến đây là hết rồi ha. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài.